Kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam thứ ba ngày 18 tháng 4 năm 2023 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay lộc miền Nam trên kênh nó về được cái lộc, đó là cái con 03 được hai con và cái con 30 được một con, cùng ở trên đài thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở đài Cà Mau thì lộc về được cái con 20 được hai con. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai thứ ba 18 tháng 4 trên các đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Ở đài Bến Tre mình dự đoán cái cặp 36-63. Ở đài Vũng Tàu mình dự đoán cái cặp 17-71. Ở đài Bạc Liêu mình dự đoán cái cặp 47-74. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn trong buổi chiều ngày mai.